hai đội cũng đã có sự căn ke về mặt nhân sự vô cùng kỹ càng, hứa hẹn sẽ là một trận đấu cân kèo. Có vẻ như là Tây Ban Nha sẽ là đội bảo vệ khung thành bên phía tay trái, còn bên phía đối diện sẽ là những cỗ xe tăng Đức. Rồi. Và ngay sau đây thôi sẽ là màn giao bóng đến từ các cầu thủ trẻ Đức. Mãi ơi sang bắt biên danh lúc. Những cầu thủ trẻ thuộc biên chế của FC tuổi trẻ. Sẽ là những người được quyền giao bóng trước trong hiệp 1 trận đấu này. Hai đội giữ người nào, xong chưa nào? Nay đội anh ít người rồi ạ. Còn mấy ông chưa dài. Vâng. Ok chưa? Một ok. Đang đứng trước bóng là số 30 Đức Anh. Anh ơi, bắt đầu nhé. Và như vậy là trận đấu của chúng ta đã được bắt đầu. Trong trận thi đấu này thì trước hết chúng ta sẽ đến với đội hình ra sân của hai bên. Bên phía Già Tây sẽ là Hữu Hiệu, Mạnh Tuấn, Duy Ngân, Hồng Martinelli, Văn Quyết, Thế Quốc, Xuân Mạnh và Tiến Bách. Bóng dành cho Già Tây. Phản công dành cho đội bóng áo đỏ. Đường chuyền. Không được rồi. Bóng vẫn trong chân quyền kiểm soát của những chú bò tót. Bên phía đội tuyển trẻ Đức. Đó sẽ là những cái tên An Nhiên, Nguyễn Trung, Xuân Thăng, Lượng Trần, Đức Anh, Đức Cảnh, Hữu Trinh và Lê Dũng. Ngay lập tức là tình huống lên bóng dành cho trẻ Đức. Hôm nay chúng ta cũng đã có thấy sự xuất hiện trở lại của Hùng Martinelli. Dứt điểm. Và dứt điểm đi lên trời của thủ bên phía trẻ Đức. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì trong trận đấu được quay phát vào tháng 8 thì phải, chúng ta không có được sự phục vụ của Hùng Martinelli. Một sự bổ sung rất chất lượng trong đội hình của Già Tây trong trận đấu ngày hôm nay. Cướp bóng rồi, dứt điểm đi. Và cứ lòng đi ra ngoài. Đã thuộc về cầu thủ Mao số 1 bên phía của Già Tây. Chuyển khá hay, tiếp tục là cơ hội dành cho Già Tây, nhưng đường chuyền vào thì nó lại đi trúng vào một cầu thủ áo trắng. Tiếp tục là bóng dành cho Già Tây. Có vẻ như những cầu thủ áo đỏ là những người bắt nhịp tốt hơn trong trận đấu này. Đường chuyền rất tốt đến từ Già Tây, dứt điểm. Tiếp tục là cơ hội được trao cho cầu thủ Mao số 1 bên phía Già Tây. Hàng phòng ngự của bên phía trẻ Đức vẫn đang hơi mơ màng thì phải. Có một số anh có vẻ còn chưa ăn tối. Bóng dành cho trẻ Đức rồi. Đường chuyền lên nó không chuẩn xác. Cắt lại bởi cầu thủ mang áo không số. Tiếp tục là Già Tây. 3 đánh 4 nhưng quyết định là dứt điểm từ rất xa. Dứt điểm có lực đến từ Văn Quyết. Đường chuyền rất hay, không vào. Pha cản phá lăn xả đến từ thủ môn bên phía trẻ Đức. Có vẻ như là hơi chuếnh sau tình huống vừa rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi, đã có tranh cãi nổ ra rồi. Có vẻ như trẻ Đức không hài lòng với tình huống thổi phạt góc của trọng tài. Họ cho rằng bóng chạm một cầu thủ áo đỏ trước khi hết đường biên. Trọng tài thì cũng đã lung lay sau những tranh cãi vừa rồi. Quyết định là sẽ chỉ có phát bóng lên dành cho trẻ Đức mà thôi. Được một hơi không tốt một chút. Nó khiến cho tình huống tấn công của trẻ Đức dừng lại. Ôi, dứt điểm từ rất xa. Người vừa dứt điểm là cầu thủ đang mang trên mình tấm băng đội trưởng. Đội trưởng không tên bên phía của Gia Tây. Có vẻ thì cái tên đội bóng Gia Tây cũng như là trẻ Đức ngày hôm nay nó không còn phù hợp nữa. Khi mà nhân sự cũng đã được chia đều cho cả hai bên rồi. Lời kêu gọi rất to đến từ cầu thủ bên phía đội tuyển Đức. Nó cũng khiến cho trung vệ thòng bên phía Tây Ban Nha phải lo lắng và tung ra một đường chuyền đi ra ngoài. Cơ hội dành cho Tây Ban Nha. Dứt điểm đi! Rất nguy hiểm. Một pha xỉa bóng đến từ cầu thủ bên phía của Tây Ban Nha. Một lần nữa khiến cho thủ môn bên phía đội tuyển Đức phải làm việc. Tiếp tục là bước một cực kỳ tốt. Cơ hội! Lưới đã dùng, tuy nhiên nó là phần lưới bảo vệ, không cho trái bóng đi bay đi quá xa sau cú sút vừa rồi. Rất hay, vẫn là Tây Ban Nha đưa chuyền. Không, đó là cú sút và bàn thắng đầu tiên của trận đấu đã được ghi. 1-0 nó đến như một hệ quả tất yếu sau những cố gắng đến từ đội tuyển Tây Ban Nha. Người đã điền tên mình lên bảng tỷ số. Đó là cầu thủ mang số 3, Văn Quyết. Tiếp tục là Tây Ban Nha. Có vẻ như đang muốn tận dụng cái lợi thế tinh thần mà mình đang có. Tình huống đá phạt không quá tốt đến từ đội tuyển Đức. Và bóng lại được đưa về. Và ngay lập tức là cơ hội dành cho Tây Ban Nha. Xuống biên, dứt điểm. Lần này thì thủ môn bên phía của team Đức, đó là Lê Dũng, đã chơi cảnh giác. Đấu chúng ta vẫn chưa bước qua phút thứ 10. Tuy nhiên thì team Đức, team Tây Ban Nha cũng đã tỏ rõ sự quyết tâm của mình. Được chiếc bóng đang là Đức Anh. Và đá biên của Đức Anh nó hướng về với khung thành của thủ môn Tiến Bách. Tiếp tục là team Đức sẽ cần phải đẩy cao đội hình lên. Và điều đó đồng nghĩa với những khoảng trống sẽ lộ ra. Phạt góc dành cho Tây Ban Nha.
Cần phải phá bóng lên thật nhanh, nếu không khung thành của đội nhà sẽ phải đối mặt với một tình huống nguy hiểm. Đúng là cảm giác bóng của đội tuyển Đức ngày hôm nay nó không được tốt bằng các cầu thủ Tây Ban Nha. Khi mà những pha xử lý của đội bóng đỏ đến cho tới lúc này thì nó vẫn vô cùng mềm mại. Đá biên dành cho Tây Ban Nha. Đây là Tiến Bạch. Đức Anh. Đây là Lượng Trần. Mở bóng sang biên phải, đứng chuyền vào. Không qua được trung vệ thòng bên phía Tây Ban Nha. Rất chắc chắn đến từ cầu thủ phòng ngự bên phía đội bóng áo đỏ. Tiếp theo thì vẫn sẽ là cơ hội dành cho đội tuyển Đức. Bước 1 phải nói là quá tốt đến từ Hoàng Anh Sunny. Ôi! Tiếp tục là một cú sút đi lên trời. Nếu như cẩn thận hơn thì có lẽ tỷ số lúc này nó không chỉ dừng lại ở con số 1-0 đâu. Cướp bóng thành công. Và đây là cơ hội lên bóng dành cho Tây Ban Nha. Vẫn là xử lý gọn gàng. Thoát khỏi sự đeo bám của tới hai cầu thủ áo trắng. Mở bóng sang phía bên cánh phải. Tiếp tục là phạt góc dành cho đội tuyển Tây Ban Nha. Phạt góc khá có ý đồ. Đường chuyền điểm rơi. Đánh đầu vào. Ôi! Như bàn thắng thứ hai đã đến. Đó là một tình huống dứt điểm rất đẹp mắt. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Bóng đi chạy cột dọc một chút xíu mà thôi. Tiếp tục là bóng dành cho Tây Ban Nha. Nhưng họ đã để mất bóng rồi. Đường chuyền của Lượng Trần. Đó là pha xử lý quyết đoán đến từ cầu thủ phòng ngự bên phía Tây Ban Nha. Không thành công, một bóng đã nằm gọn trong đôi tay của thủ môn bên phía đội tuyển Tây Ban Nha. Trong khoảng vài tháng vừa qua thì nhân sự của FC tuổi trẻ cũng đã có rất nhiều những sự thay đổi. Nhiều cái tên đã ra đi và cũng có nhiều những cái tên mới được xuất hiện. Nhưng đây là cơ hội dành cho Tây Ban Nha. Tình huống 1-1. Và nó không phải là một bàn thắng dành cho Tây Ban Nha. Vì mà cầu thủ báo số 16 anh đã quá vội vàng trong tình huống xoay người dứt điểm. Cũng phải nói rằng đó là một tình huống dứt điểm khá tốt. Tuy nhiên người đứng trong khung gỗ của đội tuyển Đức đã thi đấu xuất thần. Định là phải xử lý an toàn và đó là đá biên dành cho đội tuyển Đức. Cách biệt cho tới lúc này vẫn chỉ là một bàn mà thôi.
trong những trận đấu diễn ra giữa Đức và Tây Ban Nha thì chúng ta vẫn luôn thấy sự đeo bám và bất ngờ cũng luôn có thể tới bất kỳ lúc nào. Cơ hội dành cho đội tuyển Đức. Tuyến dưới của bên phía đội tuyển Tây Ban Nha họ đang thi đấu tốt hơn, khi mà những pha chia bài phải nói là chuẩn đến từng mm. Còn bên phía đội tuyển Đức thì họ vẫn đang dựa khá nhiều vào những tình huống phản công. Cơ hội tiến bay. Trọng khe này cũng không quá hiểu ý với đồng đội đang khoác trên mình chiếc áo số 1 với cái tên là Hoàng Anh Sunny. Phất dài đến từ đội tuyển Đức, nó không qua được cái đầu. Chúng ta hãy tạm gọi anh này là Sergio Ramos đi. Cái phong thái thi đấu rất điềm tĩnh và chắc chắn này thì chúng ta có thể liên tưởng rất dễ đến với tứ ca. Chọc cái hay, đường chuyền sang là khá hợp lý rồi, tuy nhiên thì bóng đi hơi sâu. Tiếp tục là cơ hội dành cho đội tuyển Tây Ban Nha. Rồi, dứt điểm đi. Đây rồi, bàn thắng thứ hai đã tới. Và nó tiếp tục là bàn thắng dành cho đội tuyển Tây Ban Nha. Chúng ta cùng được xem lại, được chiêm ngưỡng lại siêu phẩm này trên sân bóng Học viện Tài chính. Một nhịp hãm bóng và tung ra cú sút như trời giáng. Không cho thủ môn Lê Dũng bất kỳ một cơ hội nào. Mặc dù anh đã có thể chạm tay được vào trái bóng, tuy nhiên lực đi của trái bóng là rất căng. Lượng Trần tiếp tục mở bóng sang phía bên cánh phải. Và làm gì tiếp theo đây, đã qua được người. Nhưng đó vẫn là tứ ca. Vô cùng chắc chắn trong hàng phòng ngự của FC Tây Ban Nha. Sẽ vẫn tiếp tục là một cơ hội dành cho đội tuyển Đức khi mà họ được hưởng một tình huống đá phạt góc. Pha xử lý này của Đức Anh thì nó lại hơi khó hiểu. Sẽ cần phải thay đổi nhiều về mặt lối chơi nếu như muốn xoay chuyển tình thế, khi mà đội tuyển Tây Ban Nha ngày hôm nay tỏ ra khá áp đảo trước đội tuyển Đức. Lượng Trần vẫn tiếp tục là số 17. Cuối cùng thì Lượng Trần cũng phải quyết định tung ra cú sút khi mà trước mặt anh là hai cái bóng áo đỏ. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục với trận đấu này khi có vẻ như đã có một bàn thắng được ghi thì phải. Trong lúc mà chúng tôi vẫn vừa phải gặp một sự cố về mặt kỹ thuật thì một bàn thắng được ghi dành cho team Đức. Rất hay khi mà trận đấu chúng ta đã được rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Cũng đã chỉnh lại cái bảng tỷ số cho nó đúng với những diễn biến ở trên sân. Tiếp tục là cơ hội dành cho đội tuyển Đức.
Tiếp tục là cơ hội dứt điểm đi. Và dứt điểm này nó đi trúng vào một cái tấm lưng của cầu thủ bên phía Tây Ban Nha. Cần phải cẩn thận hơn đến từ Tây Ban Nha nếu như họ không muốn trận đấu này nó trôi về bên phía của đội tuyển Đức. Cơ hội không được. Cướp bóng đến từ đội tuyển Đức rồi, có vẻ như là cảm hứng chơi bóng đã dần dần quay trở về với đội tuyển Đức. Nhưng đây là tình huống mất bóng nguy hiểm. Cơ hội rất đông những cái bóng áo đỏ đang ở trên hàng tấn công. Lần này thì Lê Dũng xử lý gọn gàng. Tứ cả làm gì đây? Chỉ có một mình cầu thủ áo số 3 của tuyển Đức ở trên hàng tấn công của bên phía FC đội tuyển Đức mà thôi. Phạt góc dành cho đội tuyển Đức. Không có gì khó khăn đối với đôi tay của thủ môn bên phía đội tuyển Tây Ban Nha. Nhắm bóng lên rất nhanh. Đội bóng hụt đến từ Lượng Trần và quyền đá biên được trao về dành cho Tây Ban Nha. Hơn nửa thời gian thi đấu của hiệp đấu đầu tiên đã trôi qua rồi. Ôi, tình huống dứt điểm bất ngờ đến từ số 3 Văn Quyết. Lê Dũng ngày hôm nay anh cũng đã tàn phá rất nhiều những tình huống dứt điểm bên phía Tây Ban Nha rồi. Anh cũng đã làm hết khả năng của mình. Đây lại là khoảng trống và dứt điểm cực kỳ tốt. Trước khi chạm bóng này đã sờ người ra rồi. Đây quả đấy bình thường, không cái gì hết. Người ta bảo đúng mà. Thủ mang trên mình tấm băng đội trưởng. Tây Ban Nha vẫn đang thi đấu rất hay. Bước một không tốt. Lên của Tứ Cả, điểm rơi vẫn là tuyệt vời. Tuy nhiên thì có vẻ như đã có một thoáng mất tập trung đến từ cầu thủ trên hàng tấn công. Không ghi số.
Hùng Martinelli. Rất nhanh đến từ Hùng Martinelli như mọi khi thôi. Quay trở về với đội trưởng của team Tây Ban Nha rồi. Sẽ có phạt góc dành cho đội tuyển Tây Ban Nha. Dù đã phạt góc thì có lẽ như là hơi vội vàng. Như vậy là chúng tôi cũng đã tiếp nhận được thông tin tứ ca bên phía Tây Ban Nha có tên thật là Thế Quốc. Cơ hội dành cho Lượng Trần. Lượng Trần quyết định không dứt điểm mà truyền cho đồng đội. Cắt bóng khá tốt. Sẽ chỉ phải chịu một tình huống đá phạt góc mà thôi. Trận đấu của chúng ta sẽ hay hơn nếu như đội tuyển Đức có thể chắt chiu hơn trong những tình huống quyết định. Phạt góc. Rất đồng những cái chân, những đôi chân của các cầu thủ áo đỏ. Thế Quốc. Hùng Martinelli. Hùng ơi, đã có những cái tiếng gọi dành cho Hùng Martinelli thì cũng khó để có thể mà xử lý trong tình huống quay lưng vừa rồi. Hùng Martinelli lại là tiếng Hùng ơi thân yêu. Đường chuyền của Hùng Martinelli rất hay, quá bình tĩnh. Tình huống dứt điểm này nó không qua được đôi tay của Lê Dũng. Và chắc chắn rồi sẽ không có tình huống phạt góc trong tình huống này đâu. Cướp bóng rồi. Đúng rồi, không ai cãi. Có tài, có tài. Chuyển sang Đức Anh. Đức Anh đỡ bước một hơi bật. Rất may là vẫn còn đó vị trí của Xuân Thăng. Hùng Martinelli. Cái tên rất đặc trưng khi mà chúng ta được theo dõi những trận đấu của FC tuổi trẻ. Bóng rất mạnh đến từ tứ cà. Cũng biết là vừa rồi đã có tình huống bước một bằng bộ phận gì đến từ nước Anh nữa. Chỉ biết là có một tiếng kêu rất to. Có lẽ là bóng đập vào phần ngực hoặc phần bụng của Đức Anh. Nhưng phải công nhận là tình huống đấy là khá đau. Đường chuyền lên rất nguy hiểm. Bằng một cách nào đấy thì Lê Dũng vẫn có thể kiểm soát được tình hình. Trong một tình huống bất ngờ như vậy. Sẽ về còn mấy phút nữa hết nhỉ? 35 đúng không? Khoảng 7 phút nữa, 7-8 phút nữa. Sẽ phải có sự thay đổi đến từ đội tuyển Đức rồi. Vào sân đó là An Nhiên. Và người rời sân sẽ là Đức Anh. Khá lộn xộn. Bóng vẫn dành cho team Đức. Tình huống dứt điểm này thì nó tệ quá. Bóng ăn quá nhiều ra má ngoài. Tốc độ và đó là cướp bóng rất hay.
Tiếp tục là cơ hội dành cho đội tuyển Đức. Tốc độ đứng trên vào. Không qua được đôi tay của thủ môn bên phía Tây Ban Nha. Tiếp tục là cơ hội dành cho đội tuyển Đức. Rồi, dứt điểm ngay. Liên tiếp là những cơ hội được dành cho đội tuyển Đức. Vừa rồi là một tình huống khiến cho khung thành của Tây Ban Nha phải rung chuyển. Bảo rồi, để 50B đi. Khá hay. Vẫn còn. Nhưng có vẻ quyết định dứt điểm luôn là không hợp lý cho lắm. Khi vào bên trong đồng đội của anh cũng đã đứng ở một vị trí rất thoải mái rồi. Hoàng Anh Sunny. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục và dứt điểm. Và dứt điểm rất tốt. Đến từ vị trí của một cầu thủ bên phía đội tuyển Đức mà tôi chưa kịp nhìn số áo. Có vẻ như đó là An Nhiên. Phút thi đấu thứ 31 của trận đấu này. Chúng ta còn khoảng 5 phút nữa trước khi bước vào giờ nghỉ. Bóng vẫn còn trong sân và đây là đội tuyển Tây Ban Nha. Lượng Trần đánh đầu thành công. Vẫn còn dành cho đội tuyển Đức. Đường chọc khe rất hay lên phía trên đến từ Nguyễn Trung. Ôi, đây rồi. Bất ngờ thay, người lên tiếng đó là Xuân Thăng. Khi mà anh đã dành phần lớn thời gian hiệp 1 thi đấu ở vị trí phòng ngự. Trong tình huống này thì anh đã xuất hiện ở một vị trí rất nhạy cảm, đó là cột 2. Và cú sút sau đó thì không cho thủ môn bên phía Tây Ban Nha bất cứ cơ hội nào. Ba phút rưỡi. Đường chuyền. Có vẻ như là Xuân Thăng đã được điều chuyển hẳn lên công tác ở vị trí tấn công rồi. Bàn thắng đã đưa các cầu thủ đội tuyển Đức vươn lên dẫn trước trong trận đấu này. Chúng ta cũng không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra khi mà các cầu thủ đội tuyển Đức họ bị dẫn trước tới 2 bàn ngay từ những phút giây đầu trận đấu này. Và người ghi bàn thắng vừa rồi đó là An Nhiên, người vừa được tung vào sân chỉ khoảng 2 phút trước đó mà thôi. Một sự điều chỉnh có tác dụng gần như ngay lập tức đến từ đội tuyển Đức. Đường chuyền rất hay đến từ dành cho cùng Martinelli. Tuy nhiên tư thế tiếp bóng thì nó không được thoải mái cho lắm. Tiếp tục là cơ hội Lượng Trần. Lượng Trần bước một nó bật đi xa quá. Thì cũng bước một vừa rồi Lượng Trần đã khiến cho An Nhiên phải nhảy cẫng lên vì tiếc nuối. Tiến Bách. Hoàng Sunny. Lại là Hoàng Anh Sunny. Thế Quốc. Thế Quốc đang tìm kiếm những đồng đội của mình. Tuy nhiên trong những phút vừa qua thì điều này là rất khó khi mà đội hình của các cầu thủ đội tuyển Đức
đang thi đấu cực kỳ chặt chẽ. Thì đây khá phiêu lưu. Tình huống ngũ hồn dành cho đội tuyển Đức. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên rồi. An Nhiên là người đá biên. Phút cuối rồi. 35 rồi. Nó tình huống. 4-2 đâu? Rồi, Lượng Trần. Lượng Trần quyết định tung ra đường truyền cho đồng đội. Và tình huống kết thúc với một pha ném bóng lên đến từ đội tuyển Tây Ban Nha. Bóng đi hết đường biên rồi và đó cũng là tình huống cuối cùng của hiệp 1 trận thi đấu giữa Tây Ban Nha và Đức. Chúng ta sẽ tạm thời nghỉ ngơi trong ít phút và sẽ quay lại với những diễn biến trong hiệp thi đấu thứ hai.
Và chúng ta đã quay trở lại với trận thứ hai, trận đấu giữa cầu thủ Tây Ban Nha và đội tuyển Đức trong khuôn khổ giải đấu nội bộ của FC Tuổi Trẻ. Kết thúc 35 phút thi đấu đầu tiên thì cầu thủ FC Đức đang là những người dẫn trước với tỷ số là 3-2. Họ đã có một màn lội ngược dòng ngoạn mục trước cầu thủ Tây Ban Nha. Đội Tây Ban Nha trong những phút cuối của hiệp 1 thì họ đã lộ ra những khoảng trống, hay Tuấn ơi, nó khiến cho đội bóng này phải nhận liên tiếp 3 bàn thua. Chóng khé lên, tấn công dành cho đội tuyển Đức. Tiếp bóng này thì nó không thành công rồi. Đường chuyền hơi sửa lưng một chút đến từ vị trí của Xuân Thăng. Thế Quốc. Trong hiệp 1 thì Thế Quốc cũng là một cầu thủ thi đấu có thể coi như là nổi bật nhất bên phía của Tây Ban Nha rồi. Mạnh Tuấn. Trong hiệp 1 thì số 35 của Tây Ban Nha, anh đã thi đấu cho mình ở vị trí trọng tài. Trong hiệp 2 này thì anh đã được trao cơ hội để xuất hiện trên sân trong đội hình của Tây Ban Nha. Tiến Mạnh. Đồng đó là Tiến Bách. Chuyển lên rất hay. Tốt. Có vẻ như đó là rút thẳng đến từ Nguyễn Trung. Đội trưởng bên phía của đội tuyển Đức cũng là một người thi đấu rất xuất sắc với thể hình, thể lực cũng như là kỹ thuật. Mày truyền cho có thể Tuấn coi là mức thượng thừa trong đội hình của FC Tuổi Trẻ rồi. Lượng Trần chuyển đặt đồng đội của mình vào một thế khá khó. Rất may là cầu thủ bên phía Tây Ban Nha đã không thể theo kịp tình huống vừa rồi. Lượng Trần, vẫn là Lượng Trần. Lượng Trần bị cướp bóng. Pha bóng lên thành công đến từ Nguyễn Trung. Thế Quốc. Bóng vẫn còn trong sân. Như vậy là bóng đã đi hết đường biên rồi. Quay về là không tốt. Cứ bóng thành công đến từ An Nhiên. Bóng dành cho đội tuyển Đức. Rớt bóng rồi. Rất đáng tiếc nhưng bóng vẫn nằm trong chân của cầu thủ số 3 bên phía đội tuyển Đức bằng một cách thần kỳ nào đấy. Hùng Martinelli. Lại là Hùng Martinelli. Xử lý kỹ thuật qua được Lượng Trần. Tiến Bách. Chuyền đảo cánh đến từ Tiến Bách. Hùng Martinelli vẫn là những pha xử lý quen thuộc với cái cổ chân rất dẻo và rất nhanh. Thế Quốc. Chuyển điểm rơi của Thế Quốc, đánh đầu.
là Thế Quốc. Hùng Martinelli, Hùng Martinelli. Quyết định quay về rồi. Tiến Bách. Tiến Bách. Hùng Martinelli, Hùng Martinelli bị áp sát bởi hai người. Quá hay đến từ Lượng Trần. Đường chuyền sang của An Nhiên. Cơ ơi, dứt điểm đi. Cuối cùng thì bóng đã nằm gọn trong đôi tay của thủ môn. Bên phía của đội tuyển Tây Ban Nha, David De Gea, Unai Simon. Rất nhiều những cái tên được gọi đến. Phất dài lên phía trên đến từ Lê Dũng. Chọc khe tốt, nhà bóng lại là khá hợp lý. Đội bóng phía bên cánh trái theo hướng tấn công của đội tuyển Đức. Sẽ là đá biên dành cho đội tuyển Đức. An Nhiên sẽ là người thực hiện tình huống đá biên này. Đang kêu gọi những đồng đội đi về cột 2. Vẫn còn! Không hiểu sao lại có thể có bàn thắng trong tình huống vừa rồi. Tình huống mất bóng không tốt đến từ Lê Dũng. Và anh cũng đã bị đau sau tình huống vừa qua. Người ghi bàn là cầu thủ số 3. Vẻ như đang rất đau đến từ thủ môn của Tây Ban Nha. Tiếp tục với tình huống phát bóng đến từ Tây Ban Nha. Cách lúc này được nới rộng lên thành hai bàn nên nó nghiêng về bên phía đội tuyển Đức. Cũng không thể nói trước được điều gì khi những phút giây đầu tiên là những phút giây mà các cầu thủ đội tuyển Đức họ chưa thực sự bắt nhịp với trận đấu này. Ép rất to và cũng đã lấy lại được quyền kiểm soát bóng. Đường chuyền lên đã bị cắt lại bởi Lượng Trần. Lượng Trần ngày hôm nay anh thi đấu như một cỗ máy, chạy rất nhiều, rất cố gắng trong trận đấu này. Minh ơi, mạnh đâu di chuyển đi. Kêu gọi đồng đội, đường chuyền điểm rơi. Hoàng Anh Sunny cũng đã được kéo về để thi đấu ở hàng phòng ngự của Tây Ban Nha rồi. Trao cơ hội cho những anh em ở phía trên có thể có khả năng có thể ăn mừng bàn thắng. Khá nguy hiểm. Đó là sự tiếp ứng kịp thời đến từ An Hiền. Đây,
không có gì xảy ra và bóng lại dành cho Tây Ban Nha. Cơ hội để rút ngắn tỷ số. Chọc khe đã bị cắt lại. Sao? Không, quả nó cướp bóng rồi. Trận đấu chúng ta vẫn tiếp tục, cú sút của đội tuyển Tây Ban Nha. Phản công dành cho đội tuyển Đức. 3 đánh 2, cơ hội dứt điểm đi. Và dứt điểm đã bị chặn lại bởi Thế Quốc. Người đá biên sẽ là An Nhiên. Cứ bóng thành công, 2 đánh 3. Vẫn có cơ hội. Lý Dũng đã thi đấu cảnh giác. Thế Quốc. Hùng Martinelli. Vẫn là Hùng Martinelli. Trọng khe của Hùng Martinelli. Tình huống đỡ bóng của Văn Quyết lại không hề tốt một chút nào. Rất hay. Nguyễn Trung. Lượng Trần. Lượng Trần, đường truyền kỹ thuật của Lượng Trần vẫn tới được với đôi chân của đồng đội. Làm gì đây? Ôi trời ơi. Tốt Hoàng Anh ơi. Cầu bóng đến từ Hoàng Anh Sunny. Đường truyền bằng chân trái của Hoàng Anh Sunny. Bóng vẫn nằm trong sân. Ôi. Không thể tung ra của dứt điểm khi trước mặt anh đó là vị trí của Nguyễn Trung. Dứt điểm. Hay rồi Tuấn ơi. Sẽ có đá biên dành cho đội tuyển Đức. Đường chuyền bóng này thì nó không làm khó được vị trí của tứ cả Thế Quốc. Hơi díu dít bên phía hành lang cánh phải. Hùng Martinelli không thể tung ra cú sút. Cú sút ngay. Dứt điểm. Và dứt điểm tiếp theo thì nó không đi trúng khung thành. Thì dứt điểm trước đó thì nó đi trúng vào vị trí của Lê Dũng. Nhanh lên Dũng ơi. Vẫn là Thế Quốc. Chính ơi, cột luôn. Cột sân luôn. Lượng Trần. Lượng Trần đối đầu với Hùng Martinelli nên quyết định là quay đầu.
chuyền cái. Khá bất ngờ với đường chuyền vừa rồi. Thôi anh ơi, bỏ phân dài, bỏ phân dài. Không có gì nguy hiểm trong tình huống vừa rồi. Tiếp tục bóng đi quá cao so với khung thành. Và như vậy là kỹ thuật Viết Phúc cũng đã ra hỗ trợ ban trọng tài trong công tác điều khiển trận đấu này. Trọng tài thế à? Trọng tài Viết Phúc cũng là một trọng tài có kinh nghiệm cầm còi độ khoảng 5 giây. Rất uy tín trong những tình huống xử lý tiếp theo. Vừa rồi là một bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống dành cho các cầu thủ Tây Ban Nha. Người ghi bàn đó là Văn Quyết. Chúng ta được xem lại tình huống này. Mở bóng rất mượt mà xuống bên cánh phải. Và Văn Quyết tiếp đường truyền vào đến từ Hoàng Anh Sunny thì phải. Đúng là như vậy. Hai người anh em cũng đã bắt tay nhau. Mày biết huyết huyết bằng mồm không? Lấy mồm mà huyết cho To An. Ba bốn dành đến cho các cầu thủ Tây Ban Nha. Cách biệt lại được rút ngắn xuống chỉ còn một bàn. Và dứt điểm này nó đi lên trời. Mày đưa tao vừa quay. Có vẻ như các cầu thủ đội tuyển Đức đang hơi lung lay rồi. Chuyển lên không thành công của Văn Quyết. Bóng dành cho đội tuyển Đức. Cắt bóng rất nhanh. Phút thi đấu thứ 53 của trận thi đấu này. Còn khoảng hơn 15 phút nữa. Cho những diễn biến còn lại. Có vẻ như đó là tình huống quyết định dứt điểm ngay. Trong đó thì có ý đồ xử lý an toàn đến từ Nguyễn Trung. Anh không phải trọng tài đâu. Quay về lỗi tài ơi. Đang có những lời phàn nàn dành cho trọng tài Viết Phúc. Người không đồng tình với trọng tài Viết Phúc trong tình huống vừa rồi đó là An Nhiệt. Ôi, vẫn còn Hoàng Anh Sơn đi. Và dứt điểm bằng chân trái của thủ môn số 1 này. Nó đi chạy không thành một khoảng khá là xa. Sao? Cái gì á? Thành người á? Chạy qua ai đâu mà thay? Thay ai? Ủa vẫn đã được thôi. Không được. Và một tình huống thổi còi bị xịt đến từ trọng tài Viết Phúc. Có vẻ như trong lần đầu tiên làm trọng tài thì anh này cũng hơi bị tâm lý một chút. Tâm lý còn hơn các cầu thủ còn thi đấu trên sân. Đến bóng dành cho đội tuyển Đức. Đường chuyền rất hay. Nó vẫn là đôi chân của trọng của
cái tên mang tên đó là Thế Quốc. Rồi. Ai, dứt điểm đi mà nó không qua được đôi tay cầu thủ. Thủ môn bên phía của Tây Ban Nha. Bóng vẫn còn. Rất hợp lý, dứt điểm đi, không được. Và dứt điểm bị hụt trái bóng đến từ chân đập lên rồi, hay rồi. Nó bật từ đây lên anh. Cầu thủ bên phía Tây Ban Nha. Rồi, có tài đấy, có tài đấy. Bóng bằng ngực tốt đến từ Thế Quốc. Hùng Martinelli. Vẫn là Hùng Martinelli. Không thành công, không qua được Lượng Trần. Đường chuyền quá hay của Lượng Trần, làm gì tiếp theo đây? Chúng ta cần phải xem lại điều gì vừa xảy ra khi một cầu thủ áo trắng đang nằm lăn lộn trên sân trong khu vực vòng cấm địa của Tây Ban Nha. Chúng ta sẽ được xem lại tình huống này khi mà tình huống lao ra này. Có lẽ cũng khó để có mà thổi lỗi trong tình huống vừa rồi. Sẽ chỉ có phạt góc dành cho đội tuyển Đức mà thôi. Tình huống này nó kết thúc với một đường chuyền đi quá cao. Hùng Martinelli. Vẫn là Hùng Martinelli. Hùng Martinelli đường chuyền sang. Sửa lưng dành cho Thế Quốc mất rồi. Phút thi đấu thứ 57 của trận đấu này. Được rồi, 15 phút đi. Không, còn 15 phút nữa mà. Đã bao giờ người ta quẩy 15 phút nữa. Xử lý mạo hiểm. Và cơ hội dành cho đội tuyển Tây Ban Nha. Không thành công. Rất đáng tiếc dành cho Tây Ban Nha khi mà họ đã có một cơ hội 10-10 để có thể gỡ hòa trong tình huống vừa rồi. Người vừa có tình huống bỏ lỡ đó là Xuân Mạnh. Nhưng cũng phải dành lời khen, rất nhiều những lời khen dành cho Nguyễn Trung. Và lùi về rất nhanh và kịp thời. Ngăn chặn bàn thắng ngay trước vạch vùi của đội tuyển Đức. Sẽ phải có sự thay đổi người đến từ bên phía đội tuyển Đức. Người phải rời sân đó là Hữu Trinh. Có
lẽ như tình huống va chạm trước đó. Nó đã khiến cho anh này phải nhận một chấn thương. Trinh uống nước là được đấy anh. Trinh đã được. Rất căng thẳng trên sân bóng Học viện Tài chính ngay lúc này. Hữu Trình cũng đã phải quay trở lại sân với những kỳ vọng của đồng đội và đội trưởng, đó là Nguyễn Trung. Với sự dìu dắt của Nguyễn Trung thì ngày hôm nay đội tuyển Đức đã thiếu không hề thôi. Nghe tài. Cơ hội dành cho Tây Ban Nha, phạt dứt điểm không qua được cầu thủ áo trắng đến từ Hùng Martinelli. Sẽ có phạt góc dành cho Tây Ban Nha, những sức ép đang được gia tăng dành cho khung thành của đội tuyển Đức. Xử lý tốt đến từ Hùng Martinelli, nhưng đường truyền tiếp theo thì nó lại đi sai địa chỉ. Vẫn còn Lượng Trần. Đường truyền tốt, dứt điểm đi, không vào. Và dứt điểm không thành công đến từ Đức Anh khi mà Lượng Trần đã đặt cầu thủ áo số 30 này vào một tư thế có thể nói là không thể nào thoải mái hơn được nữa rồi. Văn Quyết và vụt ngay của Văn Quyết, và nó ăn quá nhiều ra má ngoài. Nguyễn Trung. Trận đấu của chúng ta sẽ tiếp tục với tình huống đá biên dành cho đội tuyển Đức. Tiếp tục là cơ hội được chào đến dành cho Đức Anh. Nhưng pha đánh đầu nó lại đi ra ngoài. Như vậy là thủ môn bên phía của Gia Tây, đội tuyển Tây Ban Nha đã rời sân để nhường chỗ cho đồng đội. Thế Quốc. Thế Quốc đang hơi mờ nhạt trong khoảng thời gian của hiệp thi đấu thứ hai. Có vẻ như anh sẽ thi đấu tốt nhất ở vị trí trung vệ thòng. Thi đấu ở biên thì anh sẽ không có nhiều không gian để có thể xử lý nữa. Suýt chút nữa đã có một sai lầm đến từ thủ môn bên phía của đội tuyển Đức. Vị trí của Lê Dũng. Hùng Martinelli rất cố gắng nhưng không thể theo kịp được tình huống bóng và sẽ chỉ có phát bóng lên dành cho đội tuyển Đức mà thôi. Tỷ số hiện tại vẫn đang chỉ là 4-3. Đội tuyển Tây Ban Nha vẫn chưa thể bật lại cái khoảng cách bị dẫn trước 2 bàn. Tất cả những gì họ làm được mới chỉ là một bàn thắng mà thôi. Thank you.
khá an toàn. Đây là Hùng Martinelli. Vị trí tốt của Hùng Martinelli, tốc độ. Hết. Trọng tài Viết Phúc giơ tay. Nghe tài. Ra hiệu rằng sẽ có tình huống phạt góc rất quyết đoán đến từ trọng tài Viết Phúc. Và sau đó thì anh đã thay đổi quyết định của mình. Sẽ chỉ có phát bóng lên dành cho đội tuyển Đức mà thôi. Hùng Martinelli, đường chuyền vào, không được. Tình huống rất cố gắng đến từ đội trưởng bên phía đội tuyển Tây Ban Nha. Đồng đội của anh thì lại không đủ nhanh. Vị trí Xuân Mạnh không thể ghé được cái đầu vào để có thể chạm tới được trái bóng. Sẽ có sự thay đổi người, Duy Ngân được quay trở về trong đội hình của bên phía của Tây Ban Nha. Người dưới sân là người vừa bỏ lỡ cơ hội, đó là Xuân Mạnh. Xử lý an toàn đến từ vị trí của số 35 Mạnh Tuấn. Tiếp tục là bóng dành cho Tây Ban Nha. Tiếp tục là một tình huống cắt còi rất quyết đoán đến từ trọng tài Viết Phúc. Trọng tài thổi lỗi đến từ cầu thủ bên phía của đội tuyển Đức. Rất căng thẳng với những diễn biến trên sân trong những phút giây cuối cùng này. Phút thi đấu thứ 67. Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Đức. Khá hay, đường chuyền vào, vẫn còn, không thành công. Bóng vẫn trong chân của Hùng Martinelli. Hùng Martinelli, và dứt điểm đi ra ngoài mất rồi. Nhưng phải kể tới tình huống trước đó, pha bắt vô lề của Thế Quốc. Cầu thủ này cũng đã dâng lên rất nhiều lần trong những phút giây vừa qua. Không còn nhiều cơ hội để có thể giành được chiến thắng trong trận đấu này nữa rồi. Chuyển sang Thế Quốc. Biên dành cho Tây Ban Nha. Sẽ là một cầu tình huống câu vào phía trong đến từ Mạnh Tuấn. Đường chuyền vào của Mạnh Tuấn. Không được rồi. Đá biên dành cho đội tuyển Đức. Quá đáng tiếc với tình huống dứt điểm vừa rồi. Có vẻ người dứt điểm đó là Xuân Thăng thì phải. Đức Anh. Rất khéo đến từ Đức Anh. Đường chuyền của hai số 30 dành cho nhau. Trọng tài cắt còi lỗi đến từ số 30 Đức Anh. Đây là Văn Quyết. Đường chuyền đảo cánh của Quyết Tây. Khá nguy hiểm nhưng nó vẫn là rất an toàn đến từ Nguyễn Trung. Hùng Martinelli. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận thi đấu này. Đánh đầu, không được. Vẫn sẽ có phạt góc dành cho Tây Ban Nha. Cơ hội có thể gần như là cuối cùng dành cho Tây Ban Nha trong trận đấu này. Đây rồi! Tôi nói
trong những cơ hội có thể nói là cuối cùng thì bất ngờ bàn thắng lại tới với Tây Ban Nha. Chúng ta được xem lại tình huống này, tình huống đá phạt góc đến từ Mạnh Tuấn, nó gây ra rất nhiều sự khó chịu dành cho khung thành của Lê Dũng. Và đó là sai lầm của thủ môn bên phía của đội tuyển Đức. Sai lầm ở một thời điểm rất nhạy cảm. Và đã có thể ăn mừng, tạm thời ăn mừng đến từ các cầu thủ Tây Ban Nha. Tỷ số hiện tại đang là 4 đều. Mình trọng tài rồi. Liệu rằng có một cú, một tình huống đảo chiều nào nữa hay không? Pha của bóng kìa. Pha của bóng kìa. Chiều rồi. Sẽ có một vài phút giây bù giờ đến từ trọng tài Viết Phúc. Chưa hết đúng không? Hết giờ rồi. Mấy phút nữa rồi? Hết giờ. Anh cứ đá đi, lúc nào không thôi hết. Ok rồi. Vậy, quan trọng là anh muốn thêm mấy phút. Hết giờ chưa? Anh muốn bàn thắng vàng, hết giờ. Nhưng hết rồi chưa? Hết rồi anh. Rồi hết rồi, thôi bỏ đi. Tắt đi. Ừ. Hết rồi thì phải tắt chứ. Đáng đá em ơi. Có anh nhiều tiền trả thêm. Cầm số nước đi. Anh em ơi, có tài, anh em ơi, có tài. Cho em số nước nhá. Đá tài chứ bọn quý này. Ui. Có tài. Sao đi anh ơi. Lấy bóng ra. Cho một số nước đi. Có thỏa thuận là sẽ đá thêm một chút đến từ cả hai đội. Sẽ quyết định là phân thắng bại ngay trong khoảng thời gian thi đấu của trận đấu này. Các anh em trên sân vẫn còn đang rất sung mãn. Đá đến mai còn được. Vậy là trọng tài Viết Phúc vừa phím cho tôi rằng sẽ có 5 phút bù giờ trong khoảng thời gian còn lại. Thời gian cũng sẽ còn là đủ để có thể nghĩ về những bàn thắng tiếp theo. Biên dành cho đội tuyển Đức. Không có gì nguy hiểm. Một tình huống truyền cho cameraman đến từ thủ môn bên phía của đội tuyển Tây Ban Nha. Tiếp tục là đường chuyển. Rất nguy hiểm và đó là điều gì vừa xảy ra? Trọng tài chỉ tay thẳng về chấm phạt đền dành cho đội tuyển Đức. Ta sẽ phải xem lại tình huống này. Trọng tài Viết Phúc chạy rất nhanh về khu vực bàn kỹ thuật để có thể theo dõi lại tình huống vừa rồi. Đọc số tài khoản cái. Rất nhiều những sự liên lạc đến từ cầu thủ của cả hai bên dành cho trọng tài Viết Phúc. Tham khảo luôn ý kiến của camera. Quái hơi khuất đi sao ấy? Góc em khuất rồi, góc em bị chè. Khuất thì bê là đúng rồi, khuất thì không được rồi. Đúng rồi, chất thì không được rồi. Không, nhưng mà góc của trọng tài thì khác như góc của em. Bị khó ở góc nhìn của cameraman có thể quan sát được tình huống này. Đang làm hùng đá này đông mẹ không? Đúng không? Nhưng lại cùng chờ xem quyết định của trọng tài Lê Viết Phúc sẽ là gì? Vẫn là penalty dành cho đội tuyển Đức. Bản thân chúng tôi cũng khó có thể phân biệt được đó là một tình huống penalty hay không. Tuy nhiên trọng tài Viết Phúc cũng đã rất quyết đoán. Đấy cũng là một điều cần thiết trong một thế trận căng thẳng như thế này. Người dứt điểm sẽ là An Nhiên. An Nhiên thành công rồi. Màn lội ngược dòng nó không thực sự trọn vẹn dành cho Tây Ban Nha khi mà những phút giây cuối. Đã có bàn thắng được ghi dành cho
các cầu thủ của tuyển Đức ở chấm phạt đền. Trận đấu chúng ta tiếp tục với tình huống ném bóng lên đến từ đội tuyển Tây Ban Nha, không, đó là đội tuyển Đức. Ta quay trở về với những diễn biến trên sân bóng Học viện Tài chính. Dứt điểm ngay. Bóng đi lên trời, những cố gắng cuối cùng đến từ đội tuyển Tây Ban Nha. Sẽ phải có những phút giây bù giờ với những drama cuối trận này. Tuyển Đức thì họ sẽ chỉ mong sao trận đấu này kết thúc thật nhanh mà thôi. Ôi, thiên đường thiên vị quá, đường thiên vị đội đỏ quá chết. Bóng trong chân của Thế Quốc, đường chuyển rất kỹ nghệ của tứ ca Thế Quốc, tiếp tục là một đường chuyền hay. Không có gì nguy hiểm và đó là tình huống đẩy sau. Sau đến từ đội tuyển Tây Ban Nha. Và sẽ có đá phạt ở phía góc trái theo hướng tấn công của đội tuyển Đức. Ta có được chứng kiến thêm bàn thắng nữa hay không đây? Quá vội vàng đến từ bên phía đội tuyển Đức. Ta đang được chứng kiến một bữa tiệc bàn thắng trên sân bóng Học viện Tài chính. Lâu ấy, bù giờ lâu ấy, trọng tài. Cơ hội dành cho Tây Ban Nha. Cùng Martinelli. Chuyền mở cánh khá hay, tuy nhiên pha xử lý tiếp theo đến từ Duy Ngân thì nó lại gây thất vọng. Có vẻ như đây là Hữu Trình. Đường chuyền tốt. Cơ hội. Vẫn còn không vào. Phút thi đấu thứ 80 rồi. Không biết rằng trận đấu chúng ta sẽ có bao nhiêu phút bù giờ đây. Như vậy là tiếng còi của trọng tài Lê Viết Phúc cũng đã được cất lên. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 5-4 nghiêng về bên phía đội tuyển Đức. Xin chúc mừng đội tuyển Đức với chiến thắng ngày hôm nay. Và đội tuyển Tây Ban Nha chúng ta sẽ phải đợi đến những trận đấu tiếp theo để có thể phục thù trước các đội tuyển Đức. Và đến đây thì chương trình tường thuật trực tiếp của chúng tôi xin được kết thúc.
Ta sẽ xin được gửi lời chào tạm biệt tới tất cả quý khán giả. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những trận đấu tiếp theo.